Ở chứng từ tiếp theo, các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng ngày 2 tháng 1. Và ở trên phản ánh là công ty cổ phần bao bì giấy Vinh Hoa. Do đó, đây sẽ là hóa đơn bán ra của doanh nghiệp. Hóa đơn số 467, nội dung xuất bán thành phẩm, vỏ thùng và vỏ hộp cho công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Tổng giá trị của hóa đơn 46.235.200 đồng. Do đó, ở đây hình thức thanh toán sẽ phản ánh treo qua công nợ phải thu của khách hàng. Đối với một hóa đơn bán ra, chúng ta cần phải xác định được nội dung của hóa đơn là xuất bán thành phẩm, xuất bán hàng hóa hay doanh thu của mảng dịch vụ để phản ánh vào tài khoản doanh thu và tài khoản chi phí cho phù hợp. Đối với công ty cổ phần bao bì giấy Vinh Hoa, chủ yếu là mảng sản xuất mua nguyên vật liệu về để sản xuất ra thành phẩm. Và toàn bộ các thành phẩm vỏ hộp và vỏ thùng này đều là thành phẩm mà công ty sản xuất. Do đó, chúng ta sẽ ghi nhận vào doanh thu của mảng bán hàng hóa, tương ứng với giá vốn của mảng bán hàng hóa. Đối với một hóa đơn bán ra thì các bạn sẽ phản ánh doanh thu và phản ánh vào giá vốn để căn cứ vào doanh thu giá vốn biết được các mặt hàng mà doanh nghiệp xuất bán ra chúng ta lãi hay lỗ. Để chúng ta biết mặt hàng mà doanh nghiệp xuất bán có lợi nhuận hay không, đầu tiên chúng ta sẽ phản ánh doanh thu, nghiệp vụ phản ánh. Đầu tiên chúng ta sẽ phản ánh vào nợ của các tài khoản 111, 112 hoặc 131, phản ánh làm tăng công nợ phải thu của khách hàng hoặc làm tăng tiền mặt tại quỹ đối với trường hợp hóa đơn thu ngay bằng tiền mặt. Có cho tài khoản 5112, có cho tài khoản 33311 và đồng thời phản ánh giá vốn vào nợ của tài khoản 6322. Có cho tài khoản 155. Khi chúng ta thực hiện việc xuất thành phẩm bán cho khách hàng sẽ ghi nhận làm tăng doanh thu. Do đó, theo tính chất của tài khoản, loại 5, 7 tăng ở bên có và giảm ở bên nợ. Do đó sẽ được phản ánh vào có của tài khoản 5112. Và thuế giá trị gia tăng của hóa đơn bán ra phản ánh thuế phải nộp. Do đó, thuế phải nộp tăng lên cũng sẽ được phản ánh vào bên có của tài khoản 33311, phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. Và các bạn sẽ ghi nhận công nợ phải thu của khách hàng hay ghi nhận làm tăng tiền mặt tại quỹ thì chúng ta phải căn cứ vào hóa đơn. Ở đây, tổng giá trị của hóa đơn là trên 20 triệu, do đó sẽ treo qua công nợ phải thu của khách hàng và chúng ta sẽ phản ánh vào nợ của tài khoản 131. Làm tăng công nợ phải thu và đồng thời phản ánh giá vốn. Làm tăng giá vốn thì theo tính chất của tài khoản loại 6, 632 tăng ở bên nợ và giảm ở bên có. Do đó sẽ được phản ánh vào nợ của tài khoản 6322. Và khi xuất thành phẩm ra để bán cho khách hàng sẽ làm giảm kho thành phẩm. Khi giảm kho thành phẩm thì sẽ được ghi nhận vào có tài khoản 155. Như vậy, đối với một hóa đơn bán ra, chúng ta sẽ phản ánh làm tăng doanh thu và đồng thời làm tăng giá vốn, phản ánh thuế phải nộp, phản ánh các công nợ phải thu của khách hàng và phản ánh làm giảm kho thành phẩm. Đối với một hóa đơn bán ra liên quan đến xuất bán thành phẩm thì đằng sau hóa đơn sẽ là phiếu xuất kho đi kèm phản ánh toàn bộ các thành phẩm được xuất ra để bán cho công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Các bạn sẽ căn cứ vào hóa đơn bán ra số 467 và thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Đối với hóa đơn bán ra, chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng và tích chọn chứng từ bán hàng. Cũng giống như đối với hóa đơn mua vào thì các bạn cũng phải thực hiện hạch toán đi lần lượt từ trên xuống dưới và hạch toán từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tích chọn bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Ở đây các bạn sẽ phải nhớ tích kiêm phiếu xuất kho để phần mềm cập nhật phiếu xuất kho và phản ánh giá vốn. Đối với tích kiêm phiếu xuất kho ở đây, chúng ta sẽ tích đối với trường hợp xuất bán hàng hóa và thành phẩm do khi mua hàng hóa các bạn đã mua và nhập kho. Khi xuất ra để bán cho khách hàng thì các bạn cũng phải thực hiện việc kiêm phiếu xuất kho để hàng hóa được xuất ra bán cho khách hàng. Hoặc khi thực hiện hoàn thành thành phẩm thì chúng ta đã nhập kho thành phẩm. Do đó khi bán thành phẩm các bạn cũng phải thực hiện việc kiêm phiếu xuất kho để thành phẩm được xuất ra để bán cho khách hàng. Tích lập kèm hóa đơn để phần mềm cập nhật tab hóa đơn và phần tab thuế. Xuống phần phản ánh công nợ, chúng ta sẽ tích vào là chưa thu tiền để phản ánh làm tăng công nợ
phải thu của khách hàng. Xuống phần chứng từ ghi nợ, các bạn sẽ điền thông tin của khách hàng, công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Ngày hạch toán, ngày chứng từ các bạn sẽ căn cứ vào ngày trên hóa đơn, ngày mùng 2 tháng 1 năm tài chính. Và phần mềm sẽ tự động cập nhật sang phiếu xuất kho và tab hóa đơn. Các bạn sẽ điền theo đúng số hóa đơn, số 467. Ngày hóa đơn là ngày mùng 2 tháng 1 năm tài chính. Và các bạn lưu ý, chúng ta cũng phải điền thông tin của khách hàng trong chứng từ ghi nợ để phần mềm tự động cập nhật sang phiếu xuất và tab hóa đơn. Sau khi điền xong phần thông tin chung thì các bạn sẽ xuống phần một nhỏ hàng tiền. Ở phần mã hàng, các bạn sẽ chọn đến các mã thành phẩm mà doanh nghiệp xuất bán. Vỏ thùng với kích thước là 556 x 414 x 270 mm. Và các bạn lưu ý phải kiểm tra lại xem đã chọn đúng các mã thành phẩm hay chưa. Và các bạn sẽ điền tổng số lượng xuất bán 220 thùng. Và đơn giá xuất bán 57.500. Thành phẩm thứ hai là vỏ hộp với kích thước 270 x 96 x 127 mm. Số lượng xuất bán 3.320 hộp và đơn giá 8.850. Sang phần 2 nhỏ tab thuế, các bạn kiểm tra lại phần trăm thuế suất. Ở đây, đối với trường hợp phần mềm tự động cập nhật phần trăm thuế suất, do khi chúng ta thực hiện việc tạo các mã thành phẩm thì chúng ta đã tích chọn sẵn phần trăm thuế suất là 10% và phần mềm sẽ tự động cập nhật tiền thuế giá trị gia tăng. Và nghiệp vụ phản ánh liên quan đến xuất bán thành phẩm, chúng ta sẽ ghi nhận vào các nghiệp vụ hạch toán nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ phải thu của khách hàng do chúng ta đã tích vào hình thức là chưa thu tiền. Phần mềm sẽ tự động cập nhật phản ánh công nợ. Có cho tài khoản 5112 làm tăng doanh thu của mảng bán thành phẩm và có cho tài khoản 33311 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp, đồng thời phản ánh giá vốn. Đây là toàn bộ các thành phẩm được xuất từ kho thành phẩm kho 155 và phản ánh nghiệp vụ nợ cho tài khoản 6322 làm tăng giá vốn của mảng bán thành phẩm có cho tài khoản 155. Các bạn lưu ý ở phần giá vốn thể hiện đơn giá vốn và tiền vốn bằng 0 thì khi chúng ta thực hiện việc tính giá thành cho các thành phẩm được sản xuất ra thì phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Do đó chúng ta sẽ không điền trực tiếp đơn giá vốn và tiền vốn lên. Ở phần 4 và phần 5 nhỏ các bạn bỏ qua. Đối với trường hợp khi các bạn chọn các mã thành phẩm, phần mềm không phản ánh đúng tài khoản doanh thu là 5112 và 6322 thì các bạn phải quay lại phân hệ danh mục vật tư hàng hóa, chọn vật tư hàng hóa và chọn đến chi tiết mã thành phẩm đó để chúng ta sửa lại tài khoản doanh thu và tài khoản giá vốn về đúng doanh thu của mảng bán thành phẩm để các hóa đơn bán hàng sau chúng ta sẽ không cần phải sửa bằng tay. Sau khi hạch toán xong toàn bộ chứng từ bán thành phẩm thì các bạn phải nhớ kiểm tra lại toàn bộ các nội dung đã hạch toán và kiểm tra lại tổng số tiền cuối cùng. Ở phần tab dưới sẽ thể hiện tổng doanh thu mà các bạn nhận được, tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp và tổng số tiền phải thu của khách hàng 46.235.200 đồng, phải khớp với tổng số tiền trên hóa đơn. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh liên quan đến xuất bán thành phẩm cho khách hàng. Các bạn sẽ nhấn đóng lại và để kiểm tra được chứng từ mà chúng ta vừa thực hiện, các bạn sẽ vào lại phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra và sau đó nhấn lấy dữ liệu. Và đây sẽ là hóa đơn bán ra số 467 mà chúng ta vừa thực hiện. Khi các bạn tích chọn để chứng từ thì ở phần tab dưới sẽ thể hiện chi tiết các nghiệp vụ hạch toán và đơn giá cũng như tổng số lượng. Đối với trường hợp mà các bạn muốn hạch toán sai thì chúng ta sẽ click trực tiếp nhấn bỏ ghi và nhấn sửa để sửa lại các nội dung. Sửa lại xong thì các bạn phải nhớ nhấn cất lại để phần mềm cập nhật lại toàn bộ các dữ liệu mà các bạn đã sửa. Hoặc trong trường hợp các bạn muốn xóa để thực hiện lại thì chúng ta sẽ nhấn vào bỏ ghi và nhấn xóa. Lưu ý toàn bộ các số chứng từ ở đây thì các bạn
không cần phải sửa lại. Và sau khi chúng ta hoàn thành toàn bộ các nghiệp vụ hạch toán phát sinh trong năm tài chính và thực hiện việc in toàn bộ các sổ sách thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh lại số chứng từ sau. Như vậy, chúng ta vừa đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn bán ra số 467 ngày 2 tháng 1 với nội dung là xuất bán thành phẩm cho khách hàng trên phần mềm kế toán MISA.